Chào mừng các bạn đến với kênh, tôi là người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu các bạn là ba con đực manh Mỹ tay lớn các bạn. Đây con đầu tiên nè. Con này sẽ lưng hơi chồm nha các bạn, sẽ mặt thì nghiêm chỉnh nha. Manh tay lớn nè. Con này bán lẻ nha. 13 triệu đực manh Mỹ này các bạn. Mặt gu đòn dài, tay lớn, yếm dầu nghiêm chỉnh, xương cối. Đó, dòng manh dòng này là dòng manh Mỹ manh bơm nha các bạn. Chân móng sò nè, cầm chân cầm xương lớn, xương cối, tay lớn, tay phập lớn, mặt gu, chân móng đều hoàn thiện các bạn. Đó, dàn chân móng đây này phải không, hoàn thiện hết nè. Đó, lưng khẳng gu bật, cao 1m11 bò các bạn, 1m11 bò nè, được banh Mỹ này cao 1m11, đít nè, đít cao 1m18, được banh Mỹ này cao 1m11, đít cao 1m18. Manh Mỹ tay lớn, bạc gu, đòn dài, cao 1m11 bò, đít cao 1m18, giá là 13 triệu các bạn, 13 triệu. Đó, được manh Mỹ tay lớn này chủ bố giá là 13 triệu các bạn. Xe mặt nghiêm chỉnh nha, bạc gu nè, xe lưng hơi chồm chút xíu các bạn. Còn được manh Mỹ này lai sâu nha các bạn. Hai cái tay phập lớn nè, bạc gu nè, yếm dậu đồ nghiêm chỉnh nè, lưng khẳng xương cối, cao 1m11 bò đến cao 1m18, giá 13 triệu được manh Mỹ này các bạn, 13 triệu. Chân móng đi hoàn thiện nè. Anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú bò các bạn, mình comment dưới màn hình video. Mặt gu, lưng khẳng, đòn dài, tay lớn. Đó, cao 1m11 bò đến cao 1m18. Giá là 13 triệu các bạn, được manh Mỹ này chủ báo giá là 13 triệu. Xương cối các bạn thấy không, xương cối lớn giá 13 triệu các bạn. Anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ các bạn. À, còn đây là cặp đực manh bu đầu trụi, còn đây là cặp đực manh bu đầu trụi tay lớn các bạn, yếm dầu nghiêm chỉnh, u nút, xương cối lớn, sai tích nghiêm chỉnh. Cặp đực này thì chủ báo giá là 24 triệu các bạn. Cặp đực manh Mỹ tay lớn này thì chủ báo giá là 24 triệu. Manh bu, dòng này dòng manh bu đầu trụi tay lớn các bạn, sai tích nghiêm chỉnh, xương cối sẽ lưng sẽ mặt được nghiêm chỉnh hết các bạn, tay lớn nè, xương cối nè. Đó, hai cái tay phục lớn này các bạn không. Cặp được manh Mỹ này thì chủ báo giá là 24 triệu các bạn, 24 triệu. Anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn, mình comment dưới màn hình video nha. Đó, hai cái tay chà bá luôn các bạn, như cái quạt, cầm chân đồ xương lớn các bạn, chân móng được hoàn thiện. Dòng này dòng manh Mỹ manh bơm các bạn, dòng manh Mỹ manh bơm nha. Lưng khẳng, sai tích nghiêm chỉnh, lưng khẳng sai tích nghiêm chỉnh, giá 24 triệu cặp đực manh Mỹ này các bạn, 24 triệu các bạn không. Chân kiền khú móng sò nè, xương cối nè, yếm dầu nghiêm chỉnh, giá hai hòn nè, đòn dài nè các bạn, giá hai hòn nè, đòn dài nè. Đó, lưng thẳng băng nè, gu bật, giá 24 triệu cặp đực manh Mỹ này các bạn, 24 triệu. Đo cận cảnh anh em thấy luôn, đực manh Mỹ này cao 1m08 bò nè, đực manh Mỹ này cao 1m08, đực manh Mỹ này cao 1m08 các bạn, đít đít cao 1m14, đực manh Mỹ này cao 1m08 bò, đít cao 1m14, tay lớn, sải tích nghiêm chỉnh, cao 1m08 bò, đít cao 1m14, sải tích nghiêm chỉnh. À, xương cối, dòng là dòng manh Mỹ manh bơm, xương cối dòng là dòng manh Mỹ manh bơm các bạn. Đó, gu bật, yếm dậu đồ nghiêm chỉnh hết các bạn, gu bật, yếm dậu đồ nghiêm chỉnh hết. Hai cái tay chà bá, cao 1m08 bò, đít cao 1m14. Cặp được manh Mỹ này thì chủ báo giá là 24 triệu. Con này còn tiếp theo nè các bạn, bạc gu, sái tích nghiêm chỉnh, manh bu đầu trụi. Cặp đực manh Mỹ này thì chủ báo giá là 24 triệu các bạn. Hai con này đồng khích luôn các bạn. Gu bật xương cối, gu bật xương cối, yếm dậu đồ nghiêm chỉnh hết các bạn. Gu bật xương cối, yếm dậu nghiêm chỉnh, đòn dài. Đó, yếm dậu đồ nghiêm chỉnh, đòn dài nè, sái tích đồ cặp này nghiêm chỉnh hết các bạn. Cặp đực manh Mỹ này sái tích nghiêm chỉnh luôn. Manh tay lớn,
giá 24 triệu các bạn, 24 triệu chân móng nè, hoàn thiện hết rồi các bạn. Yếm dầu đồ nghiêm chỉnh nè, gu thì gu bắt. Đó, cái đầu thì chà bá, tới con này tới già các bạn cũng thấy có sừng luôn nha. Con này tới già cũng có sừng luôn, đầu trụi. Đồ cằn cảnh anh em thấy luôn. Cao 1m08 bò các bạn, 1m08 bò. Đít nè, đít cao 1m14. Vậy là cặp được manh mỹ đồng khích cho luôn các bạn. Điều cao 1m08 bò, đít cao 1m14. Chân móng hoàn thiện, sái tích nghiêm chỉnh, giá 24 triệu cặp đực manh mỹ này các bạn. Đó. Đầu trụi, bạc gu, đòn dài, giá 24 triệu, cao 1m08 bò, đít cao 1m14, cặp đực manh mỹ tay lớn.